Cô ấy âm thầm đi du học, nhưng mà không nói cho anh biết. Có lẽ sợ anh bị sốc. Cô đi rồi cô sẽ về. Tại sao lại sợ anh bị sốc? Chẳng lẽ anh không muốn bạn gái mình đi du học sao? Vì cười bảo lãnh cho cô ấy đi du học chính là chồng của cô ấy sau này. Ý anh là anh đã bị lừa. Anh luôn cố gắng nghĩ là không phải cô ấy lừa dối mình. Anh luôn nghĩ là do hoàn cảnh bức bách cho nên cậu mới làm như vậy, để có thể đồng cảm với cô ấy. Hoàn cảnh của cô ấy sao anh? À, nhà của cô rất khổ, mà chồng của cô ta lại là một người giàu có. Cô ấy lấy anh ta mới mong có thể giúp đỡ được cho gia đình. Như vậy có nghĩa là một sự hy sinh của cô ấy đối với gia đình? Anh cũng nghĩ là vậy, nhưng mà anh không thể không buồn mỗi khi nghĩ tới cô. Vậy anh còn nhớ cổ không? Đôi lúc anh cũng tự hỏi mình giống như em vậy. Và cuối cùng mình nhận ra tốt nhất là nên quên nó đi hơn là tìm câu trả lời. Tại sao? Tại tình yêu không có tội, ngay cả lúc mình bị phản bội theo cách này hay là cách khác. Cuộc đời không dài, hãy chấp nhận bi kịch và cố gắng sống bình thản nhất trong khả năng, không dằn vặt mình và hằn học người khác. Khó hiểu thiệt. Bài giám đốc thì có động cơ, nhưng có bằng chứng ngoại phạm. Tên chủ nhà thì có gian díu, nhưng tên này lại không có động cơ để xuống tay giết hại người tình. Thì ai mới là thủ phạm trong vụ này? Mà cái cô này hành vi cũng bất minh lắm, gặp ai cũng tán được. Chắc phải phong cô ta là Đôn Hoan phiên bản nữ quá. Em sai rồi. Nếu như Ngọc Dân là Đôn Hoan thì cô ta phải thay người tình như thay áo. Nhưng các mối quan hệ phức tạp của cổ với đàn ông vẫn diễn ra trước khi bất thình lình cô ta bị giết. Nói tóm lại, nguyên nhân cái chết của Ngọc Dân không hề bình thường. Mà em có cảm giác là cái cô Ngọc Dân này bà ai cũng lên giường được hay sao á? Mà cô ta không có người yêu hay sao? Mà nếu có, anh ta có thể chịu đựng được việc cô bồ của mình lẳng lơ như vậy hay sao? Cũng đúng. Cho dù có mối quan hệ với đàn ông phức tạp như thế nào đi chăng nữa thì có lẽ cổ phải có người yêu. Mai, lát nữa chị em mình quay lại căn nhà thuê của Ngọc Dân đi. Chị có linh cảm là mình đã bỏ qua điều gì đó. Dạ. Anh ơi, xe bị gì vậy anh? Cái thắng nó hơi mòn à, anh siết lại giùm nha. Anh ngồi ghế đợi chút nha. Dạ. Làm nhanh nhanh nè, khách đang chờ đó. Dạ làm liền anh. Gần đây có vụ giết người anh có biết không? Biết. Thì sao? Vậy thì tôi nói thẳng luôn, tôi muốn mời anh về cơ quan điều tra, mong anh hợp tác. Sao lại thẳng giống tôi? Mà anh nghĩ anh kêu tôi là tôi đi liền hả? Anh thấy đó, tôi rất bận. Tôi nghĩ anh đừng làm khó tôi. Bây giờ anh hợp tác về hay là muốn tôi gặp ông chủ của anh? Mà nếu như tôi gặp ổng thì anh sẽ gặp phiền phức đó. Chào cả nhà. Ủa Tuấn, anh Minh đâu? Không đi chung với em hả? Dạ hôm qua bên chỗ địa phương, chỗ Ngọc Dân bị giết, báo là có tin tức quan trọng, cho nên anh Minh điều anh Lâm đi cơ sở điều tra rồi. Vậy mà cũng không báo cho em nữa. Làm sáng nay em cứ tưởng anh Lâm qua rước em như mọi hôm, chờ hoài cuối cùng trễ luôn. Bình thường tôi thấy hai người như cặp bài trùng với nhau, hôm nay bị bỏ rơi hả? Nè,
Tuấn đã đi bộ 10 cây số để đón xe buýt rồi. Từ trạm xe buýt, Tuấn đi 20 cây số đến cơ quan. Mệt như vậy không thương thì thôi, còn chọc người ta nữa. Hả? Tôi mà thương ông á hả? Ừ. Nè, ông bỏ ngay cái kiểu kể bất kể ngày đêm với tôi đi nha. Sao lúc đó không nảy chút tình thương mà tha cho tôi đi? Thôi thôi, hai cô cậu cho tôi xin đi. Sao mỗi lần gặp nhau là cãi nhau vậy? Coi chừng... Coi chừng sao chị? Thì coi chừng yêu nhau chứ sao? Hả? Em mà yêu ông này á hả? Chắc là em chết quá. Nè, bớt tự tin đi nha. Mai á, còn thua xa xa lắc cái mẫu hình mà Tuấn mong đợi lắm ha. Các đồng chí tới phòng hỏi cung cấp. Sơn Lâm đã đưa được nghi phạm về rồi. Rõ. Đó. Nghi phạm nào vậy đội trưởng? Công an địa phương nơi hiện trường xảy ra vụ án vừa trình báo, thấy một gã vừa mới ra tù vì tội hiếp dâm. Hắn là lãng giảng gần đó trong khoảng thời gian Ngọc Dân bị giết. Nói vậy, hắn chính là nghi phạm tình nghi số 1 hiện nay. Anh là Lê Hồng Sơn, vừa mãn hạn tù được 1 tháng. Thì sao? Bộ mỗi lần có án giết người là mấy anh lại kêu cái thể loại có tiền án tiền sự như tụi tôi lên để điều tra hả? Cảnh sát tụi anh phân biệt đối xử quá ha. Có tin là tôi đi kiện ngược lại cho đám báo chí bu vào khai thác tụi anh không hả? Cái thể loại hiếp giết như anh không bị quản thúc là hơi nhân đạo đó. Mấy anh phân biệt đối xử với tôi như vậy, nếu như bị quản thúc thì làm sao tôi đi làm kiếm tiền được? Tôi còn mẹ già nữa. Biết gì thì tốt. Vậy bây giờ anh muốn hợp tác hay là muốn quản thúc? Được rồi, hợp tác thì hợp tác. Tốt. 19 tháng 7 này anh làm gì, ở đâu với ai? Anh hỏi cái gì mà nhiều vậy? Làm sao tôi nhớ được? Mà hình như từ lúc đi trại về tới giờ á, trí nhớ của tôi bị sao lãng. Anh thông cảm đi. Vết thương trên tay do đâu mà có? À, cái này á là do tôi rửa xe cho khách, bất cẩn bị quẹt thôi. Đây là vết thương cào cấu. Anh đừng có giỡn trò. Nếu anh còn tiếp tục nói dối thì anh hãy gửi lời chào tới công việc sửa xe mà vất vả lắm mới kiếm được. Anh có tin là tôi sẽ gặp ông chủ anh, nói chuyện của anh rồi ông sẽ sa thải anh. Cái đó là do tôi ngáo đá, được chưa? Còn vết thương trên tay này là do tôi tự cào khi mà tôi lên cơn đói thuốc. Tụi chơi chung với tôi nó có thể làm chứng. Ok, bây giờ hãy thuật lại tất cả chuyện hôm đó cho tôi biết một cách chi tiết và đừng có giỡn trò nữa. Dạ. Mọi người thấy rồi đó, hắn có chứng cứ ngoại phạm. Chính xác, chúng ta đang tìm thứ gì vậy chị Minh Anh? Chẳng phải lần trước tới đây tổ chúng ta đã tìm hết chứng cứ rồi sao? Chị vẫn có linh cảm là mình đã bỏ qua một chi tiết nào đó. À, lần trước không tìm ra bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Ngọc Dân có người yêu đúng không? Chị nói phải. Bắt đầu đi. Không lẽ cô ta chỉ ngủ với đàn ông, không có người yêu? Mà em thấy cô ta sao sao á, nhìn cứ như gái làng chơi. Em không thể đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài như vậy đâu. Nhưng mà cô Ngọc Dân này có tiền để đổi nhà thuê mà còn đặt cọc trước 6 tháng nữa. Có vẻ như cô ta có một người đàn ông nào đó bao. Còn việc cô ta có người yêu hay không thì cũng chưa chắc.
Minh Anh, chị qua đây xem nè. Em tin mắt thật đó. Theo báo cáo pháp y cho thấy, trên người Ngọc Dân không có bất kỳ một hình xăm nào. Nhưng mà ở đây lại... phải gọi cho anh Minh thôi. Anh Minh, anh có ở đội không? Anh kiểm tra giùm em cái hồ sơ của Ngọc Dân, xem trên người cô ta có hình xăm nào không, đặc biệt là vùng eo. Em hiểu rồi, vậy anh chờ ở đó nha. Tụi em có manh mối, tụi em sẽ lập tức về liền. Dạ. Sao vậy chị? Lấy tấm hình. Đây là tấm hình mà Minh Anh đã đem về từ phòng ngủ của Ngọc Dân. Hình xăm rất rõ, nhưng báo cáo pháp y cho biết là không thấy hình xăm nào trên cơ thể của nạn nhân. Điều này cho thấy rất có thể nạn nhân đã xóa đi hình xăm trước khi bị giết. Nhưng để chắc chắn, cho giám định lại thi thể nạn nhân một lần nữa. Rõ. Nhận định của đội trưởng quá là không sai. Nạn nhân đã xóa đi hình xăm trước khi chết khoảng một tháng. Do kỹ thuật xóa xăm quá tốt và do xác của nạn nhân bị phân hủy, cho nên bên pháp y không để ý đến dấu vết từng xóa xăm. Chính xác là trước khi xóa, trên người cổ có một hình xăm in hình trái tim và dòng chữ gấu mập. Ngọc Dân là một cô gái dễ dãi trong chuyện quan hệ với đàn ông. Cô ta quan hệ với rất nhiều người. Một khi đã xăm tên biệt danh gã gấu mập nào đó lên người thì chắc chắn là gã này có một vị trí quan trọng đối với Ngọc Dân. Vậy nếu như tên đàn ông đó quan trọng tới vậy, tại sao cô ta lại xóa vết xăm thể hiện tình yêu của mình? Cũng có thể là cô ta ghen thì sao? Theo như em được biết, một khi phụ nữ đã lên cơn thỉnh nộ rồi á, thì hay làm mấy chuyện mất lý trí lắm. Quay lại vấn đề. Bây giờ tình hình là mọi sự nghi vấn đều tập trung hoàn toàn vào nhân vật gấu mập đó. Chính xác. Gấu mập là ai? Có liên quan gì tới vụ án này? Điều đáng nói ở đây là tại sao nạn nhân lại xóa đi hình xăm đó? Điều này cho thấy đây là một dấu vết quan trọng để chúng ta bám vào điều tra trong lúc này. Sơn Lâm, Khắc Tuấn, hãy điều tra tất cả các mối quan hệ khác có liên quan tới Ngọc Dân, kể cả những mối quan hệ mờ ám. Dạ. Minh Anh, Thu Mai, tới nhà của Ngọc Dân và anh trai của cô ta một lần nữa, xem có manh mối gì mới không. Rõ. Rõ. Không còn bất cứ chỗ nào ở trong nhà này mà chúng ta chưa lục. Vậy mà sếp Minh vẫn bắt hai chị em mình tới đây lần nữa. Em thông cảm đi, anh Minh có lý do của ảnh, chắc chắn là phải có vấn đề gì đó. Em hiểu mà. Cố gắng đi em. Anh Minh cũng chỉ vì muốn vụ án được nhanh chóng sáng tỏ mà thôi. Tại em không biết đó, chị làm trong ngành này lâu rồi nên biết. Có vụ phải trở đi trở lại nhà của nạn nhân cả chục lần nữa kìa. Thiệt vậy hả chị? Hy vọng lần này chúng ta sẽ có thêm manh mối gì đó. Được rồi, em kiểm tra phòng này đi, coi chị lên phòng ngủ. Ừ. Tìm thấy gì không chị?
không. Còn em thì sao? Em cũng không thấy. Mình về đi chị. Dạ chị ơi, có Dân ở trong nhà không vậy chị? Anh là ai? Tại sao lại tìm Dân? Dạ em tới đây á là để trả đồ cho cô ấy, mà gọi điện thoại mấy lần rồi không có bắt máy, bấm chuông á thì không thấy ai mở cửa. Anh trả đồ gì cho cô ấy? Em trả... Ủa mà hai chị là ai? Chúng tôi đang điều tra về một vụ án có liên quan tới cô Dân. Mà anh là ai? Tại sao lại tìm cô Dân? Dạ em là nhân viên của cửa hàng máy tính. Cách đây khoảng 2 tuần cô ấy có đem một cái máy tính đến nhờ tụi em sửa, nhưng mà tới nay á không thấy tới lấy, nên hôm nay á em tới đây á là để giao cho cô ấy. Nè hai chị, không được. Em đã thử cả tên tuổi và ngày sinh của nạn nhân nhưng vẫn không khớp. À, em thử vô Facebook xem sao. Dạ. À đây rồi, cô ta cài chế độ tự động. Vô trả thử đi. Đây là những tin nhắn trả lời mới nhất. Đây, đây là tin nhắn mới nhất của cô ta. Mày với gấu mập giờ này sao rồi? Cũng lộn xộn lắm. Bữa nào rảnh gặp nhau tao nói mày nghe. À Mai, em vào trang cá nhân của cô ta để xem thông tin đi. Tìm thấy rồi. Có cả tên tuổi và địa chỉ của cô ta. Dân bị giết? Bị giết khi nào vậy? Khoảng 10 ngày trở lại. Ai giết nó vậy anh? Chúng tôi đang trong quá trình điều tra tìm ra hung thủ, mong chị hợp tác. Dạ, em gọi điện nhưng không được. Lên Facebook cũng không thấy nó online. Em linh tính có chuyện không hay rồi. Ai ngờ... Gấu mập là ai? Chị có biết không? Ủa, sao anh biết gấu mập? Chị Như à, chúng tôi đã xem được đoạn chat giữa cô và Ngọc Dân, và đây có thể là một mắt xích rất quan trọng có thể giúp chúng tôi phá án. Chị có biết gấu mập không? Thật ra em cũng không biết bạn trai của Ngọc Dân chính xác là ai nữa. Chị là bạn thân của Ngọc Dân mà không biết bạn trai của cổ à? Nó cũng không chịu tiết lộ với em nên em cũng không hỏi nhiều. À, nhưng mà cách đây 10 ngày em có gặp nó. Ê, xin lỗi nha, công việc nhiều quá nên đến trễ. Ờ, ngồi đi. Cho ly cà phê anh ơi. Dạ, có liền. Wow, hôm nay làm gì mà mua sắm dữ ta. Chi mạnh tay dữ nha. Đúng là tiền vô thiệt đó, nhưng mà tiền không phải vô từ hợp đồng. Là sao? Mày chỉ nên biết bấy nhiêu đó thôi, biết nhiều đời sẽ mất vui. Thôi, rồi đủ hiểu tao với mày thân đến mức nào rồi ha. Trời đất ơi, đúng là bạn bè thiệt, nhưng mà đâu phải cái nào cũng nói nhau nghe được đâu. Ok, chịu. À, mà vẫn làm ở chỗ cũ hả? Không, tao nghỉ làm chỗ đó rồi, bây giờ tao làm tự do, trúng chớp nào thì ăn chớp đó thôi à. Sáng nay á, tao đi gặp khách hàng, rồi tao đi shopping, chợt nhớ mày ở gần đây nên gọi mày ra uống cà phê nè. Mày nói trước nha, tao cũng không có nhiều thời gian cà phê với mày nhiều đâu. Mày cũng biết đó, công ty tao làm khó khăn với nhân viên dữ lắm, đi trễ một xíu á là có chuyện với bà trưởng phòng á. Bởi vậy mới nói đâu có được sướng như mày. Biết rồi, bớt ca cẩm này đi nha mày. Biết đâu sau này trời thương cho mày một người yêu tốt như người yêu của tao vậy đó. Xí, đừng có vội mà lên mặt. Mà mày với ông kia sao rồi? Ê, đừng có nói là đụng một cái cưới liền nha. Tao còn chưa được diễn kiến ổng nữa đó. Tao xuồng cha đó rồi. Ủa, sao vậy? Bữa mày còn nhắn tin khoe với tao là tình cảm lắm mà,
còn chuẩn bị đi du lịch Singapore nữa chứ. Ổng còn lèn èn với vợ của ổng hoài hả? Người ta có vợ mà mày cũng chấp nhận, hay thiệt. Nhưng tao yêu ảnh thật lòng, mà tao chia tay ảnh cũng không phải là vì những lý do đó đâu. Mà tao nghi ngờ là ổng còn quen những con khác nữa. Như ơi, tao có chuyện gấp lắm, mày chở tao tới chỗ này nha. Chỗ nào? Đi đi rồi biết. Thôi, mày về công ty đi. Được rồi. Bye nha. Bye. Dạ, em Quỳnh đây. Dạ, chờ em 5 phút nữa nha. Dạ, dạ, dạ. Rồi, em tới liền ạ. Dạ. Em chở Ngọc Dân đi. Trên đường em có gặng hỏi mãi, nó mới chịu tiết lộ là đến chỗ người yêu của nó là gấu mập. Sau đó thì sao? Em không hiểu lý do tại sao lại gấp như vậy. Cô thấy sao về hành động của Dân? Tôi linh cảm Dân đang theo dõi ai đó. Chị cũng là phụ nữ mà, chắc chị cũng biết thứ linh cảm này. Em nghĩ rằng tin nhắn mà Ngọc Dân nhận được ắt hẳn phải có gì đó sốc lắm. Nó ngồi sau xe em mà bối rối đến nỗi không để ý đến lời nói của em nữa kìa. Công ty đó có lớn không vậy? Em cũng không rõ nữa, nhưng mà Dân nói là có đến cả 100 nhân viên. Làm sao có thể lùng được ai đó khi mà không có chi tiết nhận dạng? À, mà em có nhớ ra chuyện này. Có lần trong lúc chat với Ngọc Dân, Dân có khoe người yêu của nó làm chức gì đó cao trong công ty chứ, không phải là loại nhân viên quèn đâu. Báo cáo đội trưởng, không có gấu mập trong danh sách bạn bè của Dân và cả của cô bạn đâu ạ. Hy vọng Lâm và Minh Anh sẽ tìm được manh mối nào đó. Anh thấy sao về lời khai của cô bạn của Ngọc Dân? Cũng may là mình còn khoanh vùng được gã gấu mập kia, có thể là phó phòng trở lên. Chứ em nghĩ coi, công ty đó có hàng trăm nhân viên, kiếm gã kia có khác nào là chúng ta vò kim đáy bể chứ. Ừ, anh nói cũng đúng. Alo, tôi Minh Anh nghe đây. Hả? Anh nói sao? Em biết rồi. Có chuyện gì vậy em? À, anh Lâm, anh đưa em tới bệnh viện chấn thương chỉnh hình được không? Sao vậy? Anh Liên chồng em vừa bị tai nạn, ảnh được đưa vào đó. Bạn của ảnh báo cho em biết. Ừ. Em chờ ở đây, anh đi lấy xe. Em cũng đừng lo lắng quá, chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em có linh cảm là anh ấy bị nặng lắm. À, chẳng phải lúc nãy em nói là có ông bác sĩ trưởng khoa gì đó là bạn của chồng em, ông ấy đứng mưu chính hay sao? Nên em cứ yên tâm đi, đừng có lo nữa, chắc là chồng em sẽ không sao đâu. Em cũng hy vọng là vậy. Anh Trọng, anh Liêm sao rồi? Khỏe. Thật ra thì anh chỉ đùa thôi. Thằng Liêm thì bị gãy chân và bị ràn nhẹ ở xương sườn. Anh đã mổ và bắt vít cho nó rồi. Ca mổ này tốt lắm, khoảng một tháng là nó sẽ bình phục. Em đừng quá lo.
Anh làm em lo quá. Anh gọi điện báo là anh Liêm phải mổ cấp cứu, làm em cứ nghĩ là anh sẽ bị nặng lắm. Nãy giờ em cũng không biết phải làm sao nữa. Em lo là chồng em sẽ đi đoàn tụ ông bà hả? Em yên tâm, cho dù thằng Liêm á, nó có đi đến ải Nam Quan, anh cũng lôi đầu nó về cho em. Có người vợ giỏi giang và xinh đẹp như em, thằng Liêm nó không nỡ bỏ đi đâu. Thôi, em lo chăm sóc cho nó nha. Dạ, cảm ơn anh. Thôi, về em ở đây đi. Anh về đội trước, có gì alo anh. Ủa anh Lâm, chị Minh Anh đâu rồi? Hồi sáng anh chị đi chung với nhau mà sao giờ anh về có mình vậy? Hỏi không trả lời luôn ta. Nè, đừng có nói là anh chọc chị giận để rồi chị... Em đi xa quá, em đi xa anh quá, có biết chẳng... Sao trung công việc đi, giỡn hoài. Mai, Mai có thấy dạo này anh Lâm lạ lạ không? Em thấy chứ. Em nghĩ vụ án đang rơi vào bế tắc nên anh ấy như vậy cũng bình thường. Mấy vụ án trước cũng bế tắc mà anh không có như vậy. Càng bế tắc anh phải càng bình tĩnh chứ. Ồ, anh ngửi thấy cái mùi gì rất khả nghi ở đây rồi nha. Chắc là có người ôm bầu tâm sự khó nói. Mà cũng phải, chị Minh Anh chỉ có chồng rồi. Mai, không lẽ nào anh đó hả? Chỉ giỏi lắm chuyện và phá bỉnh thôi. Biết anh em trong đội đặt cho anh biệt danh là gì không? Là cái gì? Xe cô mỏ nhọn á. Nè Mai, em dám nói anh vậy hả? Đứng lại coi. Xe cô gì anh? Không hiểu tại sao lúc đó mình lại tỏ thái độ cay cú khi ông bác sĩ kia chọc kẹo dì Minh Anh và chồng của cô như vậy. Chẳng lẽ... Anh làm gì ngồi thường một mình vậy? Em xuống làm ly cà phê cho bớt căng thẳng. Anh ngồi đi. Cho ly nước cam đi chị. Mà sao anh biết em ở đây? Tôi mới lên phòng. Tuấn nói là cậu ra ngoài, tôi đón ngay là cậu xuống đây. Nè, ủa, Minh Anh đâu? Sao không về đây với cậu? Minh Anh đang trong bệnh viện chấn thương chỉnh hình. Sao vậy? Chồng cô ta đang ở trong bệnh viện nên cô ta ở trọng để chăm. Tại sao anh hỏi lạ vậy? Thật ra câu hỏi của tôi không lạ, mà thái độ của cậu vừa rồi mới lạ đó. Mà sao anh không hỏi em có thông tin gì từ bạn của Dân không? Có chứ, cậu báo cáo đi. Sáng nay em có tới gặp cô ấy. Cô ấy có nói là... Như mọi người đã biết, vụ án Ngọc Dân có nhiều tình tiết phức tạp. Đến đây chúng ta vẫn chưa xác định được ai là hung thủ, nhưng rõ ràng nghi phạm lớn nhất hiện nay chính là gã người yêu kia trong bóng tối của Ngọc Dân. Và cho đến thời điểm này, sau khi sàng lọc các đối tượng, ta thấy nổi cộm nhất vẫn là gã bạn trai của cô ấy. Và hắn có biệt danh là Gấu Mập. Hiện tại hắn đang giữ một chức vụ khá cao trong một công ty lớn. Ý đội trưởng nói là đã khoanh vùng được nghi phạm. Đúng vậy. Nhưng mà ở đây đang xuất hiện hai vấn đề. Thứ nhất, mặc dù chúng ta biết hắn ta có thể là phó phòng trở lên, nhưng mà chúng ta không thể lôi hết cả ban lãnh đạo công ty đó để mà đi thẩm vấn mà không có một lý do chính đáng. Thứ hai là tại nhà của Ngọc Dân cũng không có dấu tích của ADN của đối tượng tình nghi để đối chiếu. Ở điểm này cậu cứ yên tâm, bởi trong lúc cậu và Minh Anh đi điều tra đã xuất hiện một tình tiết mới. Phòng xét nghiệm chứng cứ tội phạm đã báo về, trong số các mẫu vết tích đã thu thập được tại phòng ngủ của Ngọc Dân đã xác định được có hai mẫu tóc đàn ông khác nhau. Một thuộc về gã chủ căn nhà mà đã cho Ngọc Dân thuê. Ở điểm này tất cả chúng ta đều biết gã có quan hệ ngoài luồng với Ngọc Dân, cho nên
Tóc của gã này xuất hiện trong phòng ngủ của Ngọc Dân thì không có gì lạ. Và đương nhiên, ông ta cũng có chứng cứ ngoại phạm, cho nên được loại trừ. Ở mẫu tóc còn lại, không những chỉ tìm được một, mà rất nhiều mẫu ở nhiều vị trí khác nhau trong nhà của Ngọc Dân. Điều này chứng tỏ tần số xuất hiện của đối tượng này trong nhà Ngọc Dân là rất cao. Và gã này đã có mối quan hệ mật thiết với Ngọc Dân. Vậy rất có khả năng hắn là Cổ Mập. Chính xác. Vậy chẳng phải nếu như xác định được chính xác hung thủ là ai thì có thể so sánh mẫu ADN tìm được để buộc tội hắn rồi sao? Đúng vậy. Nhưng trở lại vấn đề mà Sơn Lâm đã phân tích ban đầu, điều quan trọng là làm sao có được cái cớ để gã nghi phạm Gấu Mập kia phải tình nguyện thử ADN mà không hề hay biết gì đến kế hoạch của ta. Anh đừng có cử động. Anh bị sao vậy? Anh bị đụng xe, phải phẫu thuật chân. Sao em biết mà vô đây? Anh Trọng báo cho em biết, em nghe tin là em chạy vô đây liền. Anh có thấy đói bụng không? Em mua cái gì cho anh ăn nha. Không. Em không đi làm sao? Em xin nghỉ. Anh tự lo được mà. Anh như vậy phải có người chăm sóc chứ. Em cứ về cơ quan đi, anh tự lo được. Anh như vậy làm sao mà tự lo cho mình được? Anh sẽ nhờ người quen lo cho anh. Sao anh không gọi cho ba má mà nhờ người quen? Anh đã có đứa em kết nghĩa rồi. Em kết nghĩa? Sao em chưa bao giờ nghe anh nói là anh có em kết nghĩa? Là con gái hả? Không. Em ra gọi Trọng vô giùm anh đi. Được rồi. Vậy hết giờ làm việc em sẽ quay lại. Minh Anh, anh cảm ơn em. Trên danh nghĩa, em vẫn còn là vợ của anh. Em vẫn phải có trách nhiệm với anh khi cần thiết. Hết giờ làm em sẽ đem đồ ăn vô. Anh nghỉ ngơi nha. Chẳng phải sắp tới chúng ta có ngày hội hiến máu toàn dân hay sao? Tại sao chúng ta không nhân cơ hội này để vận động toàn công ty đó hiến máu? Và ban lãnh đạo công ty đó không thể nào không làm gương. Gã Gấu Mập này sẽ tình nguyện cho chúng ta thử ADN mà không thể biết đó là bẫy của chúng ta. Cái này người ta gọi là rung cây mà không động khỉ. Lập tức liên hệ với Hội Chữ Thập Đỏ của quận, nơi địa bàn của công ty đó, để phối hợp triển khai ngay kế hoạch hành động của ta. Bắt gã Gấu Mập kia, buộc phải xuất đầu lộ diện. Rõ. 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 Lâm, ở lại với tôi một chút. Dạ. Chị Minh Anh. Chị Minh Anh, ông xã chị sao rồi? Anh đỡ rồi, cảm ơn em. Anh ấy như vậy, sao chị không xin nghỉ? Không có đâu, em đừng có lo. Làm sao thiếu phần của chị được. Chị nói vậy là em yên tâm rồi. Sáng giờ ông Tuấn cứ trêu em là sắp hết được hợp tác với cả cứng của mình rồi. À,
đội trưởng trong đó hả? Dạ, có cả anh Lâm ở trong nữa. Ừ. À, em đã nói rồi mà anh không tin. Chị Minh Anh nhất định sẽ không bỏ qua chuyên án lần này đâu. Giờ thì tin lời của Mai nói rồi. Chờ tôi coi. Mời vào. Ủa? Dạ, đội trưởng. Minh Anh, sao em về sớm vậy? À, hay là vào nộp đơn xin nghỉ phép phải không? Rồi đây, anh ký cho. Em cứ yên tâm chăm sóc cho ông xã đi, đừng lo gì hết. Nếu có công việc nhiều thì cứ để tôi anh làm thay. Chồng của em đỡ chưa? À, dạ, cũng đỡ nhiều rồi anh. Hồi sáng em chưa kịp cảm ơn anh đã chở em tới bệnh viện. Có gì đâu. Thật ra em không có nộp đơn xin nghỉ phép. Em xin lỗi vì đã bỏ lỡ cuộc họp của chuyên án. Lần sau sẽ không như vậy nữa. Sao vậy em? Có một người em kết nghĩa của ông xã em đã phụ em chăm sóc ảnh trong bệnh viện rồi. Em chạy ra chạy vô cũng được. Em hứa sẽ không để chuyện gia đình ảnh hưởng tới việc chung của đội. Không, anh không nói chuyện đó. Nhưng thôi được rồi, nếu em đã quyết định vậy thì tùy em. Em cảm ơn đội trưởng, em xin phép. Lâm, chúng ta tiếp tục đi. Sao không nhắm mắt nghỉ ngơi cho khỏe đi? Réo tôi có chuyện gì nữa? Ông làm đơn chuyển viện giúp tôi nha. Chuyện gì? Tình trạng như anh ấy, chắc là ăn cháo thịt là thích hợp nhất. Mình mệt quá. Không lẽ bệnh rồi sao? Đã trễ gần một tháng rồi. Vậy tức là anh có đỡ chút nào không? Anh mệt lắm phải không? Anh ổn rồi. Thôi em về đi. Anh như vậy á thì làm sao yên tâm đi về được chứ. Với lại anh đã ăn gì đâu. Để em ra ngoài mua cho anh miếng cháo nha. Anh từ nay á trở thành phế binh rồi. Sau này tất cả mọi chuyện á đều trông cậy vào em hết. Dạ. Chúng tôi đến từ đội trong máy. Mời hai anh ngồi. Khoan đã, Lâm. Dạ. Chúng ta cần phải mặc đối mặt, nếu không sẽ rơi vào thế bị động. Mà hoang phí dẫu về cũng chẳng quay lại.
Vì giờ người chẳng như xưa, cố tình ký ức hôm nào rồi nghẹn ngào đưa tay với vỡ vụn vỡ nát tâm hồn. Người quên mau riêng ta chẳng đành, hoa rơi rụng cánh héo tàn, giọt mưa rơi trôi tháng ngày. Mưa rơi rồi chút hết đi, lạnh đôi vai sâu đôi mi. Có chăng lời hứa nào trọn đời